Bây giờ đóng xếp quả đây. Lần trước lên không cố về, không cố là xịn hậm hực luôn. Hậm hực ngay. Mà em lại gửi xe, em lại sợ là thấy không tiện ấy, nên là cũng không dám gọi anh. Mà nếu mà tiện thì sao thì lấy mấy cân tặng cho mỗi người một ít. Đây hôm nay gọi là ăn dè 1 cân. Này xếp nó cũng được nhanh thôi, bởi vì mình xếp 2 hàng như này này. Mỗi nhà một hộp vậy. Đây đầu mùa nó to như này là nó mọng lắm. Đúng rồi. Đấy, mình quay video ấy. Vâng, đang quay video để cho khách biết, tại vì đợt này bây giờ bắt đầu. Đấy. Tránh là cho anh quay video. Không sao, các anh thoải mái. Các anh có thể tự xếp, em quay video của anh luôn. Đẹp nhỉ. Ăn cái ngọt ngon, không giống như cái kiểu mà bạn ăn bảo chulurét đâu. Ở thành phố Thanh Hóa đợt vừa rồi em cũng bán giống cho một bạn, bạn ấy về bạn đang ra hoa hôm trước, bạn ấy chụp ảnh khoe hoa nhiều lắm này. Bạn bảo là chắc là đợt được cái đợt lạnh tạnh này thì có quả. Đó. Cái này phải kết hợp du lịch nó mới được. Vâng. Về Thanh Hóa nhưng mà chỗ Thanh Hóa mà trong đấy mà ông làm ở trên pha lung thì có khi còn được. Vâng. Hoặc là không thì nếu mà làm quy mô nhỏ nhỏ cho người dân nội thị ấy. Rồi, chỉ bán thì nó cũng không được mấy đâu. Tuy nhiên là nó cũng là cái gì đó mà hấp dẫn, nó cũng độc đáo. Cậu này có kinh nghiệm phết, bảo 1 cân là 1 cân đấy. Chắc chắn là khó để quả này con chim sẻ nó ăn. Đây chắc là phải đủ chim thường xuyên nhé. Con chim trào mào, con chim trào mào nó thích cái màu đỏ, quả màu đỏ ấy lắm. Gần như chuẩn đen. Đếm quả rồi đấy. Chắc anh 4 hàng 12 quả. Anh ước chừng này là 24, đâu đấy là tầm có độ 50 quả đấy. Đúng không? Sao? Thì mình sẽ cho một lớp giấy này lên nữa. Đấy, như thế này. Mỗi một hộp này là 500g. Thường nó zin thì nó sẽ đúng 500g hoặc nó sẽ nặng hơn, đầu mùa nó nặng. Đây. Anh giúp em mở cái này ra, cho cái hộp vào cái hộp đẹp này. Về làm quà nó phải hộp cái đẹp như này. Cái này về cho vợ. Về làm quà cho vợ. Quà thì hôm sau phải gửi mấy cân thì mới đủ. Đấy, như vậy là 1 gói quà. Anh xách thử xem nào. Này đẹp luôn đúng không? Cái nó được 2 cân tặng luôn thì đẹp nhá. Thôi, ăn dẹp.